Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác đam mê âm thanh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu dây quang Audio Quest hàng bãi của Mỹ các bác nhé. Đây, hai đầu jack được làm bằng kim loại mạ vàng, rất là đẹp, tiêu chuẩn audio cho chất âm ra đều ba giải, tươi, mịn. Đầu jack kim loại rất là chắc chắn các bác nhé. Bên em không động vào mùi hàn nào. Đây, dây quang này được dẫn âm thanh của nó bằng ánh sáng từ TV xuống đầu phát một cách rất là tốt, rất là ổn định các bác nhé. Audio Quest Mỹ, bãi của Mỹ. Em báo giá luôn là bên em có hai loại, một loại dây 1,5 m và một loại dây 2 m. Em báo giá công khai cho các bác là loại dây 1,5 m là 250.000, loại dây 2 m là 280.000 các bác nhá. Phí ship toàn quốc là 20.000. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm video của em. Nếu các bác thấy hay, hãy cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để em làm video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bác. Các nào quan tâm có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp. Hoặc gọi trực tiếp vào số điện thoại em để dưới phần mô tả. Về một ưu điểm của dòng dây quang Audio Quest này là vỏ là bằng bọc một lớp sát rắn các bác nhá. Dòng này là tránh gãy gập và tránh siêu tín hiệu cực tốt, nên anh em rất yên tâm về dòng này.